Xin kính chào quý nhà đầu tư đã quay trở lại với BT News, bản tin tài chính của BT Group được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Em là Nhật Linh sẽ đồng hành cùng các anh chị trong bản tin ngày hôm nay. Trước khi đến với những tin tức đáng chú ý có trong ngày hôm nay, em xin phép được điểm lại một số thông tin có trong ngày hôm qua. Ngày hôm qua mùng 4 tháng 11, giá vàng trồi sụt theo diễn biến của cuộc bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ. Thị trường vàng bản chất vẫn chạy theo quy mô của gói kích thích kinh tế của Mỹ sau cuộc bầu cử. Nếu ông Trump thắng, giá vàng sẽ thiên về xu hướng giảm bởi ông đại diện cho Đảng Cộng Hòa. Và quy mô gói kích thích của đảng này nhỏ hơn nhiều so với quy mô gói kích thích của Đảng Dân Chủ mà ông Biden đang đại diện. Ngày thứ ba, giá vàng lên do ông Biden vượt trội hơn ông Trump về số phiếu đại cử tri. Sang ngày thứ tư, ông Trump đã rút ngắn khoảng cách trong phiên Á khi ông đã giành chiến thắng ở bang chiến trường Florida và dẫn trước ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Biden ở các bang khác của Hoa Kỳ. Nhưng vào cuối ngày, lợi thế chiến dịch của Biden đã tăng lên khi thống kê khoảng 90% số phiếu bầu cho thấy tình hình bầu cử ở Michigan đã đảo chiều và ông Biden tạm thời vượt qua Trump. Michigan và Georgia là thành phố của Đảng Dân Chủ khiến giá vàng tiếp tục hồi phục trở lại vùng giá mở cửa của ngày hôm qua. Thị trường đang nghiêng về phía ông Trump có thể tái đắc cử. Ông Trump đã giành được 204 phiếu đại cử tri và ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Biden đã giành được 227 phiếu đại cử tri. Tuy nhiên, hầu hết các bang chưa công bố kết quả cuối cùng đều do ông Trump dẫn đầu. Nếu Trump thắng tất cả, 83 phiếu đại cử tri khác sẽ được thêm vào. Các bang dẫn đầu của ông Biden cũng chưa đưa ra thông tin về số phiếu. Sang ngày hôm nay, kết quả của cuộc bầu cử sẽ tiếp tục được công bố và giá vàng vẫn sẽ ảnh hưởng mạnh khi các bang lớn công bố kết quả kiểm phiếu. Tất cả thị trường đang theo dõi diễn biến của cuộc bầu cử. Nếu số phiếu của ông Trump lớn hơn Biden, đồng USD sẽ tăng, vàng giảm, euro giảm, dầu thô có thể giảm giá, các mã tiền tệ hàng hóa như AUD, NZD và CAD cũng sẽ giảm. Nếu số phiếu của ông Biden lớn hơn ông Trump, đồng USD sẽ giảm, vàng tăng, euro tăng, dầu thô tăng, các mã tiền tệ hàng hóa như AUD, NZD và CAD cũng sẽ tăng. Về giá dầu thô, có tin tức mới đang ủng hộ tăng giá sau khi Ả Rập Xê Út và Nga đều đang thúc giục các nước thành viên khác gia hạn thỏa thuận giảm sản lượng hiện tại cho đến năm sau. OPEC có thể gia tăng nỗ lực giảm sản lượng dầu thô, do đó dầu thô có thể nhận được hỗ trợ tăng. Về đồng bảng Anh, 2 giờ chiều ngày hôm nay, Ngân hàng Trung ương Anh sẽ công bố quyết định lãi suất và tuyên bố chính sách của mình. Về dự đoán thị trường, Ngân hàng Trung ương Anh có thể thông báo rằng họ sẽ tăng quy mô mua trái phiếu thêm 100 tỷ bảng Anh để đảm bảo lợi suất trái phiếu của chính phủ Anh vẫn ổn định và tài trợ cho kế hoạch hỗ trợ tài chính của chính phủ. Về lãi suất âm, Ngân hàng Standard Chartered dự đoán rằng các thành viên của Ủy ban Chính sách Tiền tệ và Ngân hàng Trung ương Anh có bất đồng về tính hiệu quả của lãi suất âm. Việc đánh giá về tiện ích tiềm năng của công cụ này sẽ không được hoàn thành sớm nhất cho đến tháng 12. Do đó không có sự đồng thuận nội bộ, Ngân hàng Trung ương Anh khó có thể áp dụng chính sách này trong năm nay. Nếu kết quả phù hợp với kỳ vọng của thị trường, sẽ không có nhiều biến động đối với đồng bảng Anh, bởi sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào cuộc bầu cử Mỹ và đàm phán Brexit. Hiện tại không có nhiều thông tin tiêu cực trong đàm phán Brexit, mặc dù có thông tin cho rằng vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về các vấn đề nghề cá biển, nhưng nhìn chung, thị trường vẫn đang chờ đợi những thông tin thực chất hơn. Vừa rồi là những tin tức của ngày hôm qua, tiếp theo sẽ là biên tập viên Phương Thảo cùng với những tin tức đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Nhật Linh với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm qua. Và chúng ta đang rất là hồi hộp chờ đợi kết quả đến từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 đúng không ạ? Vậy thị trường vàng cũng như là ngoại tệ của chúng ta có những biến động gì thì sau đây Phương Thảo xin điểm qua những tin tức đáng chú ý trong ngày 5 tháng 10, 11. Giá vàng ngày hôm nay, ngày 5 tháng 11, biến động dữ dội theo diễn biến bầu cử Tổng thống Mỹ. Rạng sáng ngày 5 tháng 11, giá vàng thế giới giao ở mức 1903 USD trên ounce, giảm 5 USD trên ounce so với cùng thời điểm ngày hôm trước. Tại phiên giao dịch ngày 4 tháng 11, giá vàng thế giới biến động dữ dội theo diễn biến bầu cử Tổng thống Mỹ. Đầu phiên, giá vàng giảm 8 USD trên ounce xuống còn 1.900 USD khoảng 12 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Khi mà Mỹ công bố ứng cử viên Joe Biden có tỷ lệ phiếu bầu chiếm ưu thế, thị trường vàng đã có những phản ứng nhất định. Giới đầu tư gần như bán tháo khiến cho giá vàng rơi rụng xuống 15 USD trên ounce, lao xuống vùng 1885 USD trên ounce lúc 17 giờ chiều. Ngày hôm sau, số liệu cập nhật bầu cử Tổng thống Mỹ nghiêng về ông Donald Trump, lập tức một số nhà đầu tư ồ ạt mua vào giúp giá vàng tăng 26 USD trên ounce, cán mốc 1911 USD trên ounce.
Lúc 21 giờ, kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Joe Biden có chiều hướng chiến thắng trong cuộc bầu cử. Với thông tin này thì các nhà đầu tư liên tục mua vào, bán ra khiến cho giá vàng tăng giảm 5 đến 15 USD trên ounce. Đến gần 6 giờ chiều ngày 5 tháng 11, giá vàng giao ngay tại 1903 USD trên ounce. Giá vàng biến động dữ dội khi kết quả kiểm phiếu tổng thống Mỹ chưa đến hồi kết. Theo đó thì công dân của quốc gia này vẫn chưa biết được thời điểm nào sẽ xác định được Tổng thống Donald Trump hay ông Joe Biden là người đắc cử. Có thể vì yếu tố này mà nhiều nhà đầu tư đã phải đề phòng rủi ro bằng cách rời bỏ thị trường, làm cho giá vàng có thời điểm bay hơi 15 USD trên ounce. Đồng USD tiếp tục giảm giá trong bối cảnh giới đầu tư giữ tâm lý thận trọng chờ kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Đầu phiên giao dịch ngày 5 tháng 11 trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 93,445 điểm, giảm 0,12%. Theo nhiều chuyên gia thì nếu ông Donald Trump vẫn là tổng thống, USD sẽ suy yếu, còn nếu ông Biden thắng cử, USD sẽ theo chiều hướng đi xuống bởi phía Đảng Dân chủ sẽ thúc đẩy các gói kích thích lớn hơn. Tuy nhiên thì khả năng giảm sâu của đồng USD sẽ không nhiều. Eric Nelson, chiến lược gia vĩ mô của Wells Fargo tại New York cho biết kết quả bầu cử càng đến gần càng có nhiều khả năng khiến cho các nhà giao dịch bị trì hoãn và đây là động lực hoàn hảo cho các tài sản an toàn. Jonas Rochester, nhà phân tích ngoại hối tại Nomura cũng nhận định các nhà giao dịch đang chờ quay lưng với xu hướng đầu tư rủi ro, ủng hộ sự tăng giá của USD và sự sụt giảm của đồng euro. Tiếp theo chúng ta sẽ đến một số những nhận định chiến lược trong ngày hôm nay của BT Group. Đầu tiên là NZD USD, chờ đợi cơ hội mua lên. NZD USD đang nằm trong kênh giá với biên độ khá rộng. Ngày hôm nay các trader có thể chờ đợi giá đi xuống vùng biên dưới của kênh và tiếp tục mua lên. Khuyến nghị buy limit tại vùng giá 0.6222, SL 0.6585, TP trong vùng 0.6660 và đến 0.6695. Euro USD buy ngắn hạn quanh vùng giá hiện tại. Euro USD trong ngắn hạn giá sẽ đi lên vùng đỉnh 1.1755. Khuyến nghị chờ buy lên ngắn đối với cặp tiền tệ này quanh vùng giá 1.1720, SL 1.1700, TP 1.1755. GBP USD giá đang đi sideways trong biên độ rộng. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục chờ đợi đi xuống vùng dưới vùng hỗ trợ 1.2860 và mua lên. Khuyến nghị buy limit giá 1.2860, SL 1.2830, TP trong vùng 1.2960 đến 1.3060. USD Japan Yen giá vẫn đang trong xu hướng giảm. Với cặp tiền tệ này, các trader có thể sell ngắn hạn quanh vùng giá hiện tại 104.45, SL 104.65, TP trong vùng 104.25 đến 104.05. Cuối cùng là vàng. Tại kênh H1 thì giá đang đi có sự tích lũy, xu hướng của vàng vẫn là xu hướng giảm. Các trader có thể chờ đợi sell tại vùng giá 1910 với khối lượng nhỏ, SL 1917, TP trong vùng 1901 đến 1888. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có nhiều tin tức quan trọng liên quan đến đồng bảng Anh và các nhà đầu tư cần phải chú ý khi mà giao dịch cặp tiền tệ này. Cuối cùng thì thay mặt cho BT Group, Phương Thảo xin kính chúc quý nhà đầu tư có một ngày mới tràn đầy năng lượng và giao dịch đại thắng lợi.